Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Plants vs Zombies 2. Và mình là Thành Ezzy đây. Thì nếu như em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Mình sẽ tiếp tục chơi cái event đây nha. Và chúng ta sẽ khám phá ở trong này sẽ có cái gì. Đây, trong này thì có cái con zombie đẩy cái xe lăn kìa. Ăn mộ ngay và luôn, nhanh nhất có thể đi. Đâu rồi, nó ở đâu ra? Nó ở phía dưới này, nó ở phía trên này, hai con luôn. Cái set này thì có thể đi xuyên qua, khá là ghê, khá là hay. Đặt hơi nhầm rồi, đặt nhầm chỗ rồi. Đáng lẽ đặt vào chỗ này thì có vẻ hợp lý không? Ăn mộ đi. Vãi trưởng rồi, đặt luôn. Chúng ta sẽ đặt luôn ở đây luôn. Đấy. Này, đi xuyên qua người này. Nào, chuẩn bị slow nó là được. Slow. Rồi, chúng ta đã slow nó được xong. Vào đây. Giật điện đi. Đã bị giật điện mà chết. Oh man. Vào đây, cứ bình tĩnh thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Đấy. Như thế này đấy. Mình sẽ cần thêm một cây nữa anh em ạ. Phía trên kia có vẻ là ấy quá. Xong luôn. Đó, rồi, let's go. Đông đấy. Slow lại, đã slow lại, tốt. Chết hết. Wow man. Chết đi em, giật set này. Ôi, đông này. Mình sẽ cần phải là có thêm cây này. Rồi, tốt rồi. Đánh thoải mái luôn đi. Vào đây luôn đi. Chiến hết luôn đi. Giờ sẽ như thế này thì sao mà vào được? Không thể vào nổi. Vấn đề là sẽ không thể vào được chỗ này luôn. Đánh tẹt bô luôn. Này. Ăn thêm phát nữa này. Con này ăn thì được cái gì không? Tạo ra một cái lớp chắn à? Ngon nhờ. Con này có thể tạo ra một cái lớp chắn gì anh em? Không biết có được mãi mãi không? Chắc không được. 2000 coin. Đang đánh bon đúng không? Chúng ta sẽ xem thêm quảng cáo và chơi thêm lần nữa nhá. Cái màn này khá là dễ. Nên mình hoàn toàn có thể chơi được chơi lại nhiều lần. Game gì đây ta? Nhìn vẻ đẹp ta nhờ. Rất là nhiều game mới nhá. Mỗi ngày là ra vào có cả Ahari, có cả Ace ở trong ấy này, trong Dota này. Wow. Game này tên gì ta? Cũng được đấy, nhiều quả rồng này. Nhìn đẹp đấy. Không biết game gì. Không có hay không? Hyper Hero à? Nghe tên quen nhỉ? Mình đã từng chơi rồi chưa? Chơi theo màn hình dọc à? Màn hình dọc thì mình không hứng lắm. Có vẻ không hứng lắm. Cái gì đấy ta? Xem quảng cáo à? Từ chỉ xem một lần thôi chứ nhỉ? Bó tay luôn. Rồi sẽ đợi một chút để cho nó qua cái màn này đã nha. Tiêu diệt quái vật. Yeah, xong con quái vật luôn. Cái game này mình nhìn thấy mấy lần rồi thì phải. Rồi. Continue. Bây giờ mình được chơi thêm này. Xem quảng cáo 2 lần. Bó tay. Bó tay.com. Vào đây. Một cái màn này thường khá nhanh thôi, không quá lâu đâu. Ăn ngay và luôn. Thật ra cái này nó cũng không cần thiết lắm. Tại vì cái này của chúng ta thì có khả năng là ấy rồi. Giờ set lan mà đúng không? Đấy, giờ set lan cực kỳ khó chịu luôn. Phải nói như vậy đấy. Chúng ta để như thế này là hợp lý nhất này. Đấy. Đó. Này. Slow lại. Ở phía trên có một con đội mũ nhá. Mình nghĩ ở phía giữa chắc sẽ cần tầm gần phía giữa, đợi nó đông thì đã. Chưa cần vội đâu. Ăn đi nào. Tốt. Zombie nó chuẩn bị thả dù vào đây này. Chắc như mình nghĩ là vậy. Chuẩn bị thả dù vào đây. Đấy. Này thì thả dù này. Vấn đề là chúng ta sẽ có một cây điện nữa. Như thế này là hợp lý này. Giật điện chết hết. Này thì vào này. Vào đây. Có vào được không? Vấn đề mình sẽ cho slow lại 3 cái luôn. Tốt.
Đấy 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 đấy. Ví dụ cả slow, ờ không cần. Nó có cái tỷ lệ random giật điện mà. Phía giữa này, phía giữa này luôn. Đáng em phải đặt 3 vị trí hợp lý. Ok, chỗ này chưa có cây nào, đặt ngay vào luôn. Đông đấy. Đông vãi chưởng à. Ăn mộ, ăn mộ, ăn mộ, ăn mộ. Vào đây, ăn slow nó lại. Slow nó lại như thế này đây. Đông thế. Này này, này này, slow lại hết đi, slow lại hết đi. Đã bị slow, đúng rồi. Chúng ta sẽ cần đặt thêm một số cây nữa ở đây. Không vào đâu em. Rồi ôi. Nó tỏa ra như thế này thì đỡ thế nào được. Ơ đâu, 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 đâu. Đấy, đấy, đấy. Chúng ta giận hai cái kìa. Này thì vào này. Ăn mộ. Ăn mộ ngay vào luôn. Ăn hết mộ đi á, tính sau. Vào đây. Rồi ôi, nó bắn ra một cái quả điện. Cái này ngon thế nhở. Không có tiền mà mua cơ. Và mình sẽ được thưởng thêm 3 cái hộp quà nữa. Hộp quà sinh nhật vẫn chưa kết thúc đúng không? Nó diễn ra trong vòng 1 tuần đấy. Cái sự kiện lần này. Double coin. Được rồi, chúng ta sẽ được 2 phần quà khá là ngon. Và chúng ta sẽ tiếp tục là ở trong Butter Z nha. Mình đang cần vị trí nhất để lấy được cái kẹo mua cái cây mới. Mình đang được thứ mấy nhỉ? Chắc tuần thứ 3, thứ 4 gì đó. Ồ, thằng Sandy Noga thì ấy quá nhỉ. Nó đánh cao quá. Mức độ đánh cao quá. Khó chơi thật, thật sự rất khó chơi với nó. Jelly Ziqui. Ok. Lên nào. Chúng ta sẽ đối đầu với nó ngay và luôn đây. Thì chiến thuật của chúng ta sẽ vẫn thay con bon cho bằng con rồng lửa là chính xác nhất có thể. Cái này, cái này và cái này. Let's rock ra. Chơi luôn là ngay thôi. Bon choi thì đấm khỏe hơn đấy, nhưng mà không ngon bằng rồng lửa. Cảm giác như vậy. Ok, let's rock. Chơi ngay và luôn. Trồng ngay và luôn sunflower, dĩ nhiên rồi. Cứ bình tĩnh thôi, mình sẽ cần trồng nhiều sunflower trước đã, xong rồi mình tính sau. Mình tính đến cái chuyện là trồng mấy cây kia sau. Đấy, như thế này này là được này. Sunflower đâu? Lên đi. Lên đi, lên đi nào, lên đi nào. Tốt, như thế này là rất là ổn rồi. Không cần là quá vội vàng đâu. Sunflower. Đấy, đấy, sunflower đã đủ rồi nha. Rất tốt. Không đủ nhiệt để có thể bắn được mấy cái này đúng không? Khó phết đấy. Cái trên nó đứng lâu hơn thì mình sẽ đặt luôn cái trên. Đông thế nhở. Rồi ok, chúng ta đã giải quyết được một cái vấn đề rất là lớn. Rất là khó chịu ở đây. Đấy, xong rồi đây, xong rồi đây. Phía trên nó không có cái ấy kìa. Đấy, nó vào rồi, nó vào rồi. Bây giờ nó vào rồi đấy. Khó chịu rồi. Khó chịu ở đây. Trồng, trồng thêm, trồng thêm. Sunflower. Ok, phải chết rồi. Ôi kìa kìa, trên kìa kìa. Trời ơi, chúng ta bị ấy rồi. Khe nó đi. Đông rồi, đông rồi đây, đông rồi đây. Đáng lẽ cho cái cây này ăn nổ đi thì đúng hơn ngay từ đầu đi. Chết. Wow, man. Từ từ. Chúng ta cần phải không được rồi, không được rồi, không được rồi. Cho nổ cái, cho nổ cái. Đấy, bây giờ thoải mái mà trồng nha. Đầy, ôi. Không được rồi, không được rồi. Nó tấn công mạnh quá, mình sẽ mất một hàng mất. Theo mình cảm giác mình sẽ mất một hàng ở dưới này. Khá là tệ. Đấy, giật set đi. Còn 48 giây nữa và mình lên được 48.000 thôi. May thằng kia đánh nó cũng tệ cơ. Nó đánh khỏe thì chắc cũng mệt. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, quả, ớt đâu rồi.
Đấy 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 đấy, không vấn đề gì, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Chưa vấn đề gì xảy ra cả. Đi cứ trông thôi. Đấy, đầy săn cơ mà. Ok. Lên. Lên. Chết hết luôn mà ngay. Là sao có thể đỡ được? Mình đợi một cái vào mình cho nó ăn phát nhỉ. Là nổ chết hết luôn mà. Còn 10 giây kìa, còn 10 giây kìa. Nào, nổ. Đây này. Chính là lúc này đây. Còn đợi chờ gì nữa, 92.000 luôn. Chúng ta nên sử dụng cái kia để... Theo mình nghĩ là nên sử dụng mấy cái này lúc mà nó đợt đông ấy. Cho phát nổ mình sẽ được rất nhiều điểm. Đó. Và sẽ được thêm 5 cái nữa. Kia sẽ nhân 2 cái kẹo kìa. Thế là 1.000 coin. Cái tiền rất là nhiều. Tiền hiện tại mình đang sẽ rơi vào tầm khoảng 80.000 vàng. Tiền thật sự chưa biết tiêu bằng cái gì đây. Ngoài nâng cấp ra với một số lần sử dụng mấy cái hiệu ứng ở đây này. Còn đâu thì cũng không dùng mấy. Ok, chúng ta sẽ chơi thêm một trận nữa ở trong cái này nha. Adventure. Mình đang đi đối đầu với con boss ở trong này. Con boss rất là khỏe. Con boss ở trong cái cửa cướp biển. Hôm qua chúng ta lấy được cái con quả dấu băng rồi. Đây mình sẽ đấu. Đấu con boss nhỉ? Đúng không nhỉ? Đúng rồi, hôm nay phải đấu con boss chứ. Quên. Có đúng đấu boss không nhỉ? Ờ đúng rồi. Đây là sẽ đối đầu boss đây. Cái gì đây? À. Ơ, cửa này mình đấu rồi. À, đâu chưa đấu nữa. Chưa đấu. Ok, 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 ok. Ok. Cho nó nổ phát đi. Từ từ nhá. Mình sẽ cần đứng ở đây. Đại bác đây. Nhầm thì phải. Có vẻ hơi nhầm rồi. đặt hàng trên nhá. Hàng phía trên các kiểu đây. Đấy. Bắn thì bắn thôi. Bắn thì bắn thôi. Lên nào. Cái dòng lửa này hơi tệ nhỉ. Cảm giác đặt hơi tệ. Ồ, ồ, ồ. Đại bác kìa. Lên. Chúng ta sẽ cần cho nó lên luôn luôn này. Lên luôn đây này. Lên luôn đây này. Một phát. Hai phát. Đúng rồi. Chuẩn bài đấy. Rất rất chuẩn bài đấy. Oh 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 oh. Từ từ thôi. Bắn cho kìa. Này này. Đứng đâu. Đứng đâu. Đứng đâu. Đặt hết cây đi. Đặt hết cây lên này luôn đi. Đấy. Nào, 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 nào. Vào đây, vào đây. Đặt hết rồi đấy nhá. Nổ này. Liên tục. Một quả bom. Liên tục một quả bom nữa. Đấy, nó bị đơ, nó bị đơ, nó bị đơ, nó bị đơ. Chuẩn luôn đấy. Chuẩn luôn bài đấy. Đánh đi. Ôi trời, nhầm. Sao đặt ở đây ta? Quên mất là nó phải đặt ở đây chứ. Đấy, đặt ở đây tất cả luôn. Lên này. Slow lại. Đúng rồi. Phải slow lại như thế. Đi đâu? Ui giời ơi, bắn cho. Này. Anh thủ hơi tốt đấy. Sắp nổ rồi kìa. Này. Chạy đi đâu? Ô, xịt. Này. Ô, xong đạt được nhỉ? No. Đây mới nổ rồi. Nổ đi này. Rồi, full rồi. Ôi giời. Đông quá. Lên này. Có vào được mắt. Đố vào luôn đấy. Con bot này thì có thể chết rồi. Con tàu. Nó là con tàu anh em ạ. Rất là đẹp luôn. Ok. Và mình đã lấy được cái con tàu. À, Uzon con tàu của zombie luôn. Hay. Ở đây thì chúng ta sẽ được thêm một cái đầu lâu. Trong này sẽ có chứa vàng và một số cái mảnh. Mảnh zombie các thứ nữa. Ok. Sao lâu đấy nhỉ? Và mình được thêm 5 game này. Nó đang
thống kê tất cả những danh sách mà chúng ta có thể được. Cái sheet package là cái gì ta? Đánh boss trong ngày hôm nay à, đúng không? Vàng riêng nó sẽ được 100 vàng, không bỏ. Nhân 3 cái cây ngô, mình đang có lên level 2, à level 3. Spring beans. Con boss này thì không quá khó. Đánh tốt thôi, đấy, à, xong cái cửa này. Cửa đánh boss chính là còn dễ hơn cho mấy cửa khác, cho rất nhiều đồ luôn. Nhớ là nhiều đồ chơi. Thâu mà chơi mà không cần phải trồng trước gì. Đấy. Rõ ràng hôm qua mình đến cửa này mà, à, không phải. Ờ đúng rồi mà, hôm qua đến cửa này. Hôm qua lấy xong cái quả. À không, nhầm rồi. Hôm qua mình ở đâu nhỉ? Bên này chứ, Windwatch. Nhầm luôn cửa. Potay.com bên này, hôm qua đến cửa này này. Quên nhầm. Đây này, đánh con boss này. Con boss này mình không biết là lạ. Ồ. Rồi, boss đó, đánh đâu boss. Không có ai đây nhá. Nó sẽ có boss xuất hiện đây luôn. Đấy. Con boss. Wow, đẹp phết nhờ. Nó là một cái cỗ xe anh em ạ. Nó có tầm cổ gọng là 3 thanh máu giống hệt con kia. Ơ, đặt hơi nhầm rồi. Hình như đặt hơi nhầm một chút rồi. Đúng rồi, như vậy. Tường cao nào. Mình sẽ để tường cao như này, như thế này đây. Rồi. Tốt. Vẫn không vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta bắn nó khá tốt, khá là ổn luôn. Đấy. Có một vài vấn đề ở đây thôi. Vấn đề là tường cao cái này nó khó chịu quá. Giật xét được không anh? Được, không vấn đề gì. Ok, let's go nào. Lên. Rồi đó. Rất nhiều lớp luôn. Vào đây. Vào đây này, mấy con này thì cũng sẽ chết thôi. Làm sao mà có thể đủ cửa vào đây được? Không thể vào được cái tường cao này, không chắn được nhỉ. Vấn đề cái tường cao này. Ơ kìa, tí chết. Đợi. Một phát này. Bắn đóng băng. Tập trung đam vào đây. Ok. Tập trung đam vào đây này. Đấy, chắc sẽ cần những cái cây này hơn là cần cái cây kia. Nào. Giật xét thì đặt ở tận hàng trên này hợp lý hơn này. Đấy, như thế này. Như thế này. Máu sẽ giảm xuống cực kỳ nhiều luôn. Đây, mình sẽ đào cây đi. Ok. Rồi, chơi tẹt bô luôn đi. Vào thế nào được? Không thể vào được. Tường cao đâu nhở? Tường cao đây rồi. Giật điện các kiểu luôn. Phun rồi đấy. Nó bắt đầu di chuyển xuống dưới kìa. Di chuyển xuống dưới à. Lên. Giật xét đi. Mình cần... cái này không trồng được đây à? Nó không cho trồng quá xa. Đây này. Bán. Đại bác. Chuẩn rồi. Đập phát khi nổ đấy. Đúng rồi. Lên đây. Lên đây này. Không dễ để có thể vào đây đâu. Thề luôn vậy. Cái lượng máu của nó cười khá dễ thôi, không khó đâu. Từ nha. Ok. Từ, mình sẽ cần phải, nó bắn tên lửa kìa. Bắn bằng mắt rồi em. Đấy, biết ngay mà. Ok, chạy đi đâu cho hết nắng đây. Này. Lên này, đại pháo, bắn, liên tục.
đặt luôn cái này. Cửa này dễ thôi, không quá khó đâu anh em. Nó bị slow đóng băng kinh khủng quá. Cái đạn băng của nó này. Gà này thì gà này. Ái xa, lên. Giờ set đi. Không biết giờ set mấy nhỉ? Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Đấy, 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 đấy. Tập trung đam. Có phải dễ mà. Xong luôn. Nát rồi, nát rồi, nát rồi, nát rồi, nát rồi, nát rồi. Đã xong. Ok. Và chúng ta sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Plants vs Zombies 2. Bye bye.